Ngày nay, nhu cầu của người tiêu dùng về một chiếc xe hơi ngày càng được nâng cao. Không chỉ có ngoại hình bắt mắt, trẻ trung, những mẫu xe hiện nay còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như tiện nghi, công nghệ an toàn bắt kịp xu hướng và khả năng vận hành ổn định. Trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam hiện nay, có rất nhiều cái tên đáp ứng được những tiêu chí trên. VinFast Lux SA 2.0 không mạnh về công nghệ, nhưng mẫu xe này lại thuyết phục người dùng bởi đây là thương hiệu Việt với thiết kế ảnh hưởng nhiều từ mẫu BMW X5. Còn với Kia Sorento, với những gì đã và đang thể hiện ở thế hệ thứ tư, đây sẽ là đối thủ sừng sỏ trong phân khúc tại thị trường ô tô trong nước. Hãy cùng Bảo Hà Auto so sánh ngay hai mẫu xe cực hot này. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh Bảo Hà Auto để ủng hộ chúng tôi xuất bản thêm nhiều video so sánh xe nhanh và sớm nhất. So sánh về giá bán. VinFast Lux SA 2.0 2021 hiện được phân phối với 3 phiên bản với giá niêm yết từ 1 tỷ 649 triệu tới 1 tỷ 929 triệu đồng. Hãng Việt đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua xe. Trong khi đó, tại Việt Nam, Trường Hải Thaco phân phối Kia Sorento 2021 với 9 phiên bản với mức giá dao động từ 1 tỷ 099 triệu tới 1 tỷ 349 triệu đồng. So sánh về ngoại thất. VinFast Lux SA 2.0 là chiếc xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của mẫu xe BMW X5, nên chiếc xe thương hiệu Việt vẫn phảng phất nhiều đường nét giống nguyên mẫu. Trong khi đó, Kia Sorento thế hệ thứ tư có sự lột xác hoàn toàn nhờ thiết kế trẻ trung, năng động hướng đến khách hàng trẻ tuổi. Về thiết kế đầu xe. Dù phát triển dựa trên X5, nhưng VinFast không quên đặt những dấu ấn đặc trưng để nhận diện thương hiệu trên Lux SA 2.0 2021 với cụm lưới tản nhiệt mô phỏng hình ảnh ruộng bậc thang. Đặc biệt, giải đèn LED định vị ban ngày của chiếc xe này tạo hình chữ V lồng ghép với thương hiệu Việt, tạo ra dấu ấn riêng cho mẫu SUV của thương hiệu Việt. Cụm đèn pha LED trên VinFast Lux SA 2.0 đặt thấp là một trong những thiết kế giúp chiếc xe khác biệt so với hầu hết đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, nhược điểm của cụm đèn này là dễ bám bẩn và VinFast chưa trang bị tính năng rửa đèn cho Lux SA 2.0. Bên phía đối diện, Kia Sorento 2021 cũng mang đến nét đặc trưng thương hiệu với cụm lưới tản nhiệt hình mũi hổ, vân lưới 3D giúp xe tươi mới hơn. Cụm đèn pha trên chiếc xe do Thaco lắp ráp cùng công nghệ LED với tạo hình 3 khoang tách biệt, giải LED định vị ban ngày đặt thấp hơn, ăn nhập với lưới tản nhiệt. Về thiết kế thân xe. VinFast Lux SA 2.0 đang nhỉnh hơn Kia Sorento về mọi chỉ số, điều này giúp xe vạm vỡ hơn khi nhìn từ phần thân. Cụ thể, các thông số kích thước của hai dòng xe tương ứng như sau. VinFast Lux SA 2.0 có chiều dài rộng cao tương ứng 4940 × 1960 × 1773 mm, chiều dài cơ sở đạt 2933 mm và khoảng sáng gầm 192 mm. Kia Sorento 2021 có chiều dài rộng cao tương ứng 4810 × 1900 × 1700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2815 mm và khoảng sáng gầm 185. Ở phiên bản cao cấp nhất, VinFast Lux SA 2.0 2021 sử dụng bộ mâm hợp kim 2 màu 6 chấu đơn với kích thước 20 inch, kết hợp cùng bộ lốp trước 275/40R20 và 315/35R20 to bản. Gương chiếu hậu của xe đồng màu với ngoại thất có chức năng chỉnh điện, gập tự động, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi xe và tích hợp xi nhan LED. Bên phía đối diện, Kia Sorento 2021 mới có bộ mâm nhỏ hơn 19 inch, đi kèm bộ lốp 235/55R19 đến từ thương hiệu Michelin. Hãng xe Hàn Quốc gia tăng sự tiện nghi cho người dùng với phần gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan LED kèm camera lề bên cạnh tính năng chỉnh điện, tự động gập. Về thiết kế đuôi xe. Dáng vẻ bệ vệ được thể hiện rõ ở phía sau đuôi xe VinFast Lux SA 2.0 như thông số kích thước, chiều cao và rộng đều lớn hơn đối thủ. Cụm đèn hậu LED nối liền hai bên tạo hình chữ V giúp chiếc xe liền mạch hơn và khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc thiết kế xe hạng sang. Vẻ cứng cáp ở phần đuôi xe Lux SA 2.0 2021 còn thể hiện ở cặp ống xả đôi hai bên cân đối, hệ thống cảm biến, camera lùi, cánh gió đuôi, đèn phanh LED và anten vây. Đuôi xe Sorento All-New có thiết kế nhấn mạnh đến yếu tố vuông vức, những đường nét góc cạnh xuất hiện ở đây. Cụm đèn hậu LED trên Sorento là một trong những chi tiết khiến đội ngũ chúng tôi ấn tượng bởi sự đơn giản nhưng đủ hiện đại. Ở phía sau, Sorento đời mới còn có ống xả giả, anten vây cá mập, cảm biến, camera lùi. So sánh về nội thất.
bước vào khoang lái, VinFast Lux SA 2.0 2021 vay mượn nhiều thiết kế của BMW X5. Điểm khác biệt nhất của xe đến từ màn hình giải trí đặt dọc với kích thước lớn. Tuy nhiên, với đội ngũ so sánh xe chúng tôi, thiết kế màn hình xe cần thay đổi bởi nó không thực sự ấn tượng như nhiều đối thủ. Ngược lại, vẻ sang trọng, cao cấp của mẫu SUV thương hiệu Việt đến từ những vật liệu đắt tiền như ốp gỗ, da ở khu vực táp lô, táp ly cửa, bệ điều khiển trung tâm. Trong khi đó, Kia Sorento 2021 có màn hình giải trí đặt nổi, nhưng việc vẫn sử dụng nhiều phím bấm khiến khu vực này của xe trở nên kém sang phần nào. Điểm cộng lớn nhất mà chúng tôi ấn tượng trên chiếc SUV của Hàn Quốc là bệ điều khiển trung tâm không còn cần số, mà thay vào đó là núm xoay đậm chất xe địa hình. Không khó để nhận ra chiếc VinFast Lux SA 2.0 thừa hưởng thiết kế vô lăng của BMW X5 với chất liệu bọc da. Các phím bấm chức năng trên vô lăng khá đầy đủ, nhưng độ phản hồi chưa thực sự tốt. Phía sau tay lái của Lux SA 2.0 là cụm đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình điện tử có khả năng hiển thị sắc nét. Vô lăng xe Kia Sorento 2021 dạng 3 chấu bọc da, đáy sơn đen. Ngoài những tính năng điều khiển thông thường, Sorento đời mới còn tích hợp các phím bấm trong gói an toàn cao cấp cùng hệ thống cảnh báo trạch làn đường, ga tự động thích ứng. Rõ ràng, Kia đã gây ấn tượng mạnh với người dùng nhờ đồng hồ hiển thị thông tin vận hành kích thước lớn đến 12,3 inch, tích hợp khả năng quan sát điểm mù ngay trên đồng hồ tốc độ hoặc vòng tua khi tài xế xi nhan. VinFast Lux SA 2.0 sở hữu hệ thống ghế ngồi bọc da nappa, mang đến sự cao cấp cho người dùng. Hàng ghế trước của xe được trang bị tính năng chỉnh điện chỉnh 12 hướng. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập 40, 20, 40 để người dùng tùy biến không gian bên trong xe linh hoạt hơn. Kia Sorento 2021 có ghế trước chỉnh điện đa hướng, có chức năng làm mát, sưởi ấm. Đặc biệt, xe có nhớ hai vị trí ghế lái hơn hẳn đối thủ. Hàng ghế thứ hai của xe có thể chỉnh điện tiến lùi từ vị trí hàng ghế 3 để người dùng dễ dàng ra vào. Về trải nghiệm hàng ghế thứ ba, theo cảm nhận của chúng tôi, Kia Sorento có phần rộng rãi hơn VinFast Lux SA 2.0. Tuy nhiên, khu vực này trên cả hai xe cũng chủ yếu dành cho trẻ em hoặc người có thân hình nhỏ. So sánh về tính năng tiện nghi. Dù màn hình giải trí kích thước lớn lên đến 10,4 inch, nhưng đáng tiếc VinFast Lux SA 2.0 vẫn chưa hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Những tiện nghi khác trên VinFast Lux SA 2.0 gồm khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, ổ sạc USB, 13 loa có âm ly, điều hòa tự động hai vùng độc lập, kính cửa tự động, sạc không dây, kết nối Wi-Fi, hệ thống đèn nội thất, gương chiếu hậu chống chói đặc tự động. Sự thiếu sót của đối thủ là điểm mạnh của Kia Sorento với màn hình giải trí 12,3 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose. Bên cạnh đó, hàng loạt tiện nghi khác mà chiếc SUV nhà Kia sở hữu bao gồm nhớ ghế lái hai vị trí, điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc điện thoại không dây, ghế có chức năng làm mát sưởi ấm, rèm che nắng, gương chống chói tự động, điều chỉnh ghế phụ từ vị trí hàng ghế sau. So sánh về trang bị an toàn. Kết cấu khung gầm cứng cáp mạnh mẽ cùng với những thiết kế giúp hấp thụ và giảm xung lực tốt khi xảy ra va đập đã biến VinFast Lux SA 2.0 trở thành một chiếc SUV an toàn vững chãi. Hệ thống 6 túi khí theo tiêu chuẩn, túi khí kép phía trước và hai bên và rèm xuất hiện trên tất cả các biến thể. Không chỉ vậy, VinFast đã đưa vào Lux SA 2.0 những hệ thống an toàn đỉnh cao nhằm bảo vệ an toàn tối ưu cho người lái và hành khách. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp PA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, chức năng chống trượt TSC, chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, móc cố định trẻ em, hỗ trợ đỗ xe với hệ thống 6 cảm biến và camera lùi, chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển và khi rời xe, hệ thống cảnh báo chống trộm và chìa khóa mã hóa. Là mẫu xe tiên tiến và hiện đại nhất của Kia từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc Kia Sorento 2021 sẽ được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Và không quá lời khi nói, Kia Sorento 2021 là mẫu xe SUV tầm trung, sở hữu hệ thống các tính năng an toàn đỉnh nhất phân khúc. Các công nghệ an toàn trên Kia Sorento 2021 mới mở bán ở Việt Nam có thể kể đến bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera 360 độ, khởi động từ xa, hệ thống quan sát toàn cảnh, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thông minh, hiển thị thông minh trên kính lái, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.
so sánh về động cơ. Trái tim xe VinFast Lux SA 2.0 2021 là động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, 4 xi lanh thẳng hàng từ nguyên mẫu BMW X5 cho công suất 228 mã lực tại 5.000 tới 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn 350 Nm tại 1.750 tới 4.500 vòng trên phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ở phiên bản cao cấp nhất, Kia Sorento Signature 2021 sử dụng động cơ diesel 2.2 lít, tạo ra sức mạnh 198 mã lực tại 3.800 vòng trên phút, mô men xoắn 440 Nm tại 4.000 vòng trên phút, động cơ trên ghép nối cùng hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. So sánh về khả năng vận hành. VinFast Lux SA 2.0 2021 là một chiếc SUV nên xe mang đến khả năng quan sát phía trước rất tốt. Tuy nhiên, điểm hạn chế còn tồn tại của mẫu xe thương hiệu Việt là gương vẫn đặt ở trụ A, khiến vùng điểm mù ở hai bên bị gia tăng đáng kể. Bù lại, hệ thống cảnh báo điểm mù của xe được gắn ở ngay đây, hỗ trợ người lái. Với cung đường di chuyển trong đô thị nhẹ nhàng, VinFast Lux SA 2.0 2021 mang đến khả năng tăng tốc nhanh, mượt mà có chất BMW. Dù xe vận hành ở tốc độ cao, nhưng hành khách bên trong xe không cảm nhận rõ ràng độ rung hay tiếng động cơ bởi không gian bên trong xe thực sự tĩnh lặng. Vô lăng xe VinFast Lux SA 2.0 nhẹ nhàng nhờ được trợ lực điện, độ phản hồi với mặt đường tốt và dần siết chặt với tốc độ cao trên đường trường. Cảm giác lái của Lux SA 2.0 vẫn tốt, nhưng cảm xúc mà người dùng cảm nhận được sẽ không trọn vẹn trên những chiếc BMW X5. Hệ thống treo trên VinFast Lux SA 2.0 2021 đủ cứng vững giúp người lái hoàn toàn tự tin khi đánh lái vào cua ở tốc độ cao mà đua xe không bị văng. Có điều khả năng dập tắt dao động của xe chưa thực sự ấn tượng khi đi qua đoạn đường gồ ghề. Về trải nghiệm Kia Sorento 2021, chúng tôi cảm thấy hài lòng với tầm quan sát tốt mà chiếc xe này mang lại. Sự thoáng đãng ở không gian kính lái phía trước cộng hưởng trụ A nhỏ và gương chiếu hậu đã tách rời là điểm cộng không phải bàn cãi của mẫu xe Hàn Quốc. Tính năng quan sát điểm mù bằng camera hiển thị trên đồng hồ sau vô lăng cũng là một tính năng mới và duy nhất Sorento sở hữu. Tuy vậy, nó lại không cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị để người dùng dễ dàng nhận biết hơn. Tính năng này chúng tôi chưa đánh giá là chưa thực sự hữu ích. Về phần vận hành thực tế, Kia Sorento 2021 gây ấn tượng bởi động cơ thực sự êm ái, khiến không nhiều người nghĩ đây là máy dầu. Không những êm ái, động cơ dầu của Sorento mới còn mang đến những trải nghiệm uy lực không khác gì máy xăng. Đặc biệt, chiếc xe có độ nhạy chân ga rất tốt khiến khả năng làm chủ chiếc xe của tài xế dễ dàng hơn. Phải công nhận một điều, động cơ của chiếc xe này êm và có độ vọt tốt ngay cả chế độ Eco chạy trong nội đô. Nếu vẫn chưa đủ, bạn có thể kích hoạt chế độ lái thể thao để chiếc xe có sức mạnh tốt mỗi cú bứt tốc vượt xe. Ở những nước ga đầu, Kia Sorento vẫn còn độ trễ turbo khá lớn. Một trong những cải tiến mới của Kia Sorento All-New đến từ hệ thống khung gầm chắc chắn. Điều đó giúp chiếc xe vận hành ổn định ở tốc độ cao và đặc biệt không mang đến khả năng cảm giác lái rung lắc, trong tranh khi vào cua. Để có được điều đó, khung gầm của Sorento mới đã gia tăng khả năng chịu độ xoắn vặn thêm 4% và nhẹ hơn 10% so với đời cũ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều vật liệu cách âm ngay từ khoang động cơ khung gầm đã giúp Kia Sorento không còn ồn ào như trước. Khi đi di chuyển trong nội đô, ngoài tiếng còi xe, gần như chúng tôi không cảm nhận được bất cứ âm thanh nào vọng vào khoang lái. Đây là một trong những điểm cộng lớn của Kia Sorento mới mà đối thủ trực tiếp vẫn chưa cải thiện. Điểm vượt trội của Kia Sorento so với đối thủ đến từ công nghệ an toàn. Theo đó, chiếc xe đến từ Hàn Quốc được trang bị loạt tính năng cao cấp. Trong đó, điều khiển hành trình thích ứng, chỉ cần bạn cài đặt, Kia Sorento sẽ tự động bám theo xe phía trước và giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo trịch làn đường. Tổng kết chung. Qua video so sánh trên, hy vọng các bạn đã có cái nhìn khách quan nhất về hai mẫu SUV tầm trung trong tầm giá 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam. Mỗi xe sẽ có lợi thế riêng để cạnh tranh và hướng đến đối tượng khách hàng khác nhau. Với VinFast Lux SA 2.0 2021, mẫu xe này có phong cách tiệm cận xe sang, điểm mạnh đến từ thương hiệu cũng không thể bỏ qua. Đặc biệt, cảm giác vận hành xe có ảnh hưởng từ nguyên mẫu X5 cũng là chi tiết khách hàng khó lòng bỏ qua. Dù vậy, VinFast Lux SA 2.0 có độ hoàn thiện chưa tỉ mỉ trong các chi tiết ở không gian nội thất và thiếu nhiều công nghệ an toàn tiên tiến. Trong khi đó, Kia Sorento 2021 là một chiếc xe trẻ trung, nội thất tiện nghi, công nghệ an toàn dẫn đầu và mang đến những trải nghiệm êm ái cho người dùng. Ở chiều ngược lại, mẫu xe này cũng có những hạn chế khi một số tính năng hiện đại bị cắt khi về Việt Nam và mức giá khá cao so với thế hệ cũ. Còn bạn sẽ lựa chọn mẫu xe nào trong hai mẫu xe này?
Hãy để lại bình luận ngay dưới video này của bà Hà Auto và đừng quên nhấn like kèm subscribe kênh để chúng tôi xuất bản thêm nhiều video so sánh xe nhanh và sớm nhất. Xem thêm phụ kiện nội thất ô tô tại website baohaauto.vn hoặc ghé trực tiếp showroom Lô 9, BT1, Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.